Để thường nguyên, trời ấm hẳn. Dân vùng Bố Hải khổ nô nức chuẩn bị lưới chài, thuyền, mãn ra biển đánh cá. Không khí thật là tấp nập. Dân trong vùng vốn chuyên nghề nông, nhưng mấy năm nay triều đình sắc dụ cho những nơi có biển, có rừng được phép mở mang việc tìm nguồn lợi từ rừng và biển. Nhà nước không đánh thuế, trừ các sản vật cực quý quy về sáu sắc thuế như đã ban từ triều Thuận Thiên. Dù còn khuyến cáo dân mở mang nghề chài lưới, khai thác nguồn lợi từ biển, nếu thiếu vốn liếng, nhà nước sẽ cho vay trong 3 năm mà chỉ phải hoàn vốn, chứ không tính một phân lãi nào. Ngoài ra, nhà nước còn khuyến khích cho những ai muốn mở mang nghề chài lưới hơn nữa, sẽ được quản nợ thêm 3 năm mà vẫn không phải trả lãi. Dân đang hồ hởi vào mùa vụ làm ăn thì quan tri phụ sự về làng bố cáo rằng, phủ chọn vùng Bố Hải khẩu làm nơi nhà vua sẽ về cử hành lễ tế thần nông và cày ruộng tịch điền vào đầu tháng 2. Quan tư thiên giám từ Thăng Long đích thân về chỉ dẫn việc đắp đàn. Quan phán phủ sự đưa hẳn một đô quân tới để quan tư thiên giám sai bảo trong việc đắp đàn. Dân sở tại chỉ phát cỏ sửa đường cho bằng phẳng, phong quan làng sớm để chờ ngày đón vua. Dân chúng cũng kéo nhau vào chùa làm công quả, giúp nhà chùa dọn dẹp, quét tước sân ngõ, lau chùi bàn ghế, cửa rã, phòng ốc và tỉa xén cây cảnh, nhổ cỏ vườn chùa. Thiền sư đang tĩnh tọa trên kỷ uống trà, thì đám trẻ trong làng đã lục tục cắp sách bước vào sân chùa. Lũ trẻ đi học không cùng một lứa, có đứa chỉ độ 6-7 tuổi, lại có đứa tới 15-16 tuổi. Loáng thoáng có vài đứa lớn lọc ngọc, tuổi chừng 18 đôi 10. Chung quy lứa đông nhất từ 9 đến 12 tuổi. Nhưng dù bé hoặc lớn, khi vừa đặt chân vào cổng chùa, thảy đều im lặng, bước đi nhẹ nhàng, cử chỉ từ tốn. Điều lạ là trong đám học trò đông đúc tới 30-40 trẻ đó, lại không hề có một bé gái nào. Đám học trò đến trước kỷ, nơi thiền sư đang uống trà, đều chắp tay cúi đầu vái thiền sư ba vái. Một vài cậu lớn tuổi đến hầu hạ thiền sư và chờ sai bảo. Số còn lại tản về đầu nhà trải chiếu kính ba gian, ngồi ngay ngắn, hàng ngũ chỉnh tề. Bé ngồi trên, lớn ngồi dưới. Trước mỗi cậu đặt vài cuốn sách, một hai chiếc bút lông thỏ, và cứ mỗi hàng năm người đặt hai nghiên mực để dùng chung. Trong khi thiền sư đang uống nước, các học trò xem lại bài cũ, mấy cậu lớn thì mài mực. Một lát thiền sư ra đứng lớp, lập tức một trò lớn bê ngay chiếc đôn đặt bên cạnh thầy, rồi chắp tay vái, kính thầy an tọa. Thiền sư nhìn người học trò với cái nhìn thiện cảm, ngài ngồi xuống và hỏi, hôm qua các con đã chép bài gì rồi? Bạch thầy, bài Thức Tự ạ. Nhiều tiếng đáp cùng một lúc. Thiền sư nhìn khắp lượt đám học trò, rồi gọi, nhầm. Dạ. Một cậu bé độ 10 tuổi vừa dạ vừa ngước nhìn thiền sư. Cậu bé có đôi mắt thật sáng, với cái nhìn trong trẻo, chờ xem thầy truyền dạy điều gì. Cậu bé này có cái đầu mới cạo trắng hết chân tóc, chỉ còn để hai chõm trái đào ở hai bên đỉnh đầu. Hôm nay có cái đầu mới cạo, cha mẹ cho cậu mặc chiếc áo dài lụa nâu còn mới. Cứ mãi nhìn tướng mạo người học trò nhỏ mang tên Nhâm, Nhâm Biến Vi Vương, thiền sư thầm nghĩ ngài quên khuấy việc đã gọi tên người học trò. Cậu học trò nhỏ chờ mãi, bèn mạnh dạn lên tiếng, bạch thầy. À, con đọc to cho cả lớp nghe bài mà con chép hôm qua. Cậu bé bèn nâng quyển vở chép tay, mở đúng trang, đọc rõ ràng, mạch lạc từng chữ, từng câu. Thức Tự. Sơn Hữu Lan, lạc nhân mưu bộ chi, thiết tịnh sơn hạ, đại thư tường thượng viết. Hạ Hữu Lan tịnh, hành nhân chỉ bộ, hữu bất thức tự giả, ngộ xuất chi, đọa tịnh. Đại hô cầu viện ký xuất, nhân chỉ tường thượng tự cáo chi, nải tháng viết. Ngô cậu thức tự, khởi chi thử tai. Thiền sư nhìn khắp lớp học, đám trẻ im phăng phắc,
lắng nghe bé Nhâm đọc. Duy có dăm bãi cậu ngồi phía dưới, khi nghe thấy câu đọa tịnh, bèn nhếch mép cười. Sư biết mấy cậu này hiểu nghĩa bài học. Ngài chỉ tay về cuối lớp nói: các con, bây giờ ta cắt nghĩa, nghĩa bóng ta sẽ giảng cho các con, nhưng nghĩa đen các con tự tìm hiểu lấy, gặp chỗ nào khó ta sẽ giúp các con. Mấy trò lớn thay nhau nói, dần dần các trò nhỏ cũng mạnh dạn nói thêm vào với các anh lớn cho rõ nghĩa. Lớp học từ rời rạc đến náo nhiệt, mỗi trò mỗi ý, thật là vui. Cái khéo của vị thiền sư này là biết gợi cho những đầu óc non trẻ kia tự tin và ham làm việc. Các con, thiền sư nói, vậy là các con đã hiểu được nghĩa đen của nó. Bây giờ ta tóm thâu ý của các con về bài học như sau. Biết chữ. Trong núi có chó sói, người đi săn bày mưu bắt nó, đặt bẫy ở dưới chân núi, viết chữ lớn bên tường rằng: phía dưới có hố chó sói, người đi đường hãy dừng bước. Có người không biết chữ, lỡ rảo bước vào sa xuống hố, kêu lớn xin cứu giúp. Khi người đó đã ra khỏi rồi, người ta trỏ chữ viết trên tường mà báo cho người đó. Người đó bèn than rằng: nếu ta biết chữ thì đâu đến nỗi này. Các con, thiền sư chống cây thiền trượng đứng dậy nhìn thẳng vào đám học trò đang hao háo nhìn ngài và chờ nghe giảng. Với vẻ trìu mến, thiền sư gặng hỏi: con nào nói thử xem chuyện biết chữ này nhằm nêu lên cái gì? Cậu bé có cái đầu mới cạo ngọ ngoậy như muốn nói, nhưng cậu lại ngồi sát chân thiền sư, mà ngài thì đang hướng tầm mắt về phía giữa và cuối lớp. Chợt một anh cao dông dỏng ngồi cuối lớp, vòng tay vái thiền sư: bạch thầy, chuyện này bảo cho ta hay, nếu không học thì ta chẳng biết gì ạ. À, nói xong cậu lại vái thiền sư rồi ngồi xuống. Lúc này thiền sư đã nhìn thấy cậu bé có cái đầu trọc mới cạo và đôi trái đào, cậu vẫn tỏ ra muốn nói. Thiền sư liền trỏ vào cậu ta: nào, con nói cho mọi người cùng nghe điều mà con nghĩ. Bạch thầy, như chuyện này bảo cho mọi người biết, nếu không học sẽ đi vào chỗ chết ạ. Nhiều bé khác đều xin nói, nhưng ý tứ không hơn gì mấy câu nói ban đầu. Thiền sư dáng trầm mặc, đầu hơi cúi, chiếc mũ nâu ôm khít lấy đầu, chiếc áo dài nâu buông kín gót, chân đi dép cỏ. Mọi bước đi của nhà sư êm nhẹ, khiến ta có cảm giác như người đang dẫm lên một tấm thảm nhung. Thoát, người lại đứng ở đầu lớp, nhìn khắp đám trẻ, ngài nói: này các con, từ cái người không biết chữ kia đã dẫn tới sự mù quáng, thực chẳng khác người mù, khiến suýt nữa thì mất mạng. Vì thế mà các con bảo, nếu người ta không học, không học cũng tức là không biết chữ, mà không biết chữ thì chẳng biết gì. Và nữa, nếu họ không học sẽ đi vào chỗ chết, như người sa xuống hố bẫy chó sói. Như thế nghĩa là các con đã hiểu bài. Tuy nhiên, ta nói rộng ra một chút, các con nên nhớ nằm lòng, để sau này ra giúp đời, lấy đó làm điều răn. Người đi đường kia vì không có học nên không đọc được dòng chữ mà người bẫy chó sói đã cảnh tỉnh trên bức tường. Vì không biết chữ nên người đi đường kia vẫn cứ thản nhiên rảo bước. Kỳ thực anh ta đang đi vào chỗ chết mà không tự biết. Tới khi sa xuống hố bẫy rồi, chỉ còn biết kêu cứu. Giả như không có người qua đường biết mà cứu, chắc anh ta đã mất mạng. Ta nên biết rằng con vật kia vì ngu ngốc nên sa hố mà chết. Con người vì không có học hành, không biết chữ nghĩa, cũng bị sa hố bẫy như con vật. Cho nên con người ta nếu không được học hành để mở mang trí tuệ, thời chẳng khác gì con vật.
lại nói rộng ra việc xã hội. Nếu con người dốt nát ngu muội kia mà dẫn dắt cả gia đình vợ con đi theo, ắt là cả nhà anh ta sẽ sa xuống hố bẫy mà chết. Lại giả như có một người ngu muội như người Bộ Hành không biết chữ kia làm xã trưởng chẳng hạn, thì ông ta sẽ làm gì? Các con có biết không? Thiền sư bất ngờ gặng hỏi. Đám trẻ ngơ ngác một thoáng rồi đồng thanh đáp: ông xã trưởng dẫn cả xã đi vào hố bẫy chó sói ạ. Thiền sư lại hỏi: nếu trong một phủ mà ông tri phủ sự là người ngu tối, chữ nghĩa không biết, đạo lý không thông, các con có biết ngài dẫn dắt con dân trong phủ đi về đâu không? Lại một thoáng im lặng, rồi đám trẻ òa lên: bạch thầy, quan phủ dẫn con dân đi vào hố bẫy chết người ạ. Chợt có tiếng vang lên từ phía cửa ngách thông vào nhà đại bái: nếu quốc vương của một nước mà là người ngu tối thì ngài dẫn dắt con dân cả nước đi đâu? Cả thiền sư, cả lớp học đều ngơ ngác, bởi không một ai trong vùng mà lại dám hước ngạo với thiền sư như vậy. Còn chưa hết ngơ ngác đã lại bàng hoàng. Một người bước vào, vừa đường bệ vừa oai phong. Ngài vẫn tấm áo dài đỏ, đội mũ bình đính, chân đi hìa. Người đó chính là Đức Kim Thượng, vua Lý Thái Tông. Thiền sư rảo bước về phía nhà vua, vua Thái Tông cũng bước mau về phía nhà sư. Thiền sư cúi đầu: bần tăng kính chào bệ hạ. Nhà vua cũng nghiêng mình: bạch thiền sư. Vua và thiền sư cùng phải nhau. Bỗng một tiếng học trò từ cuối lớp cất lên: bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Cả lớp đồng thanh hô. Nhà vua nhìn đám học trò, ngài mỉm cười với vẻ độ lượng. Một lát ngài vẫy tay cho đám trẻ im lặng. Đoàn tùy tùng lúc này đã theo vua vào nhà đại bái. Họ đứng rải rác sau vua và quanh mấy khung cửa ra vào. Đám học trò ngồi im phăng phắc, mắt dõi nhìn nhà vua. Tất cả bọn chúng đều không ngờ lại có diễm phúc được diện kiến đức vua. Vua Thái Tông nói điều gì nhỏ lắm với thiền sư, đoạn quay ra dụ bảo lớp học trò: các thiếu niên, ta cứ đứng xem và nghe các thiếu niên học hỏi. Ta mừng rằng cha mẹ các con đã gắn cho các con đến chùa theo học. Thiền sư không chỉ dạy cho các con biết chữ, mà còn dạy cho các con biết làm người. Con người khác con vật ở chỗ có trí tuệ. Muốn trí tuệ phát khởi được thì phải học. Chính nhà chùa đang khai trí cho các con. Có chữ nghĩa, có trí tuệ, con người sẽ không còn hung dữ bẫy nào nữa, chứ không chỉ riêng hố bẫy sói. Vậy thời các con cứ chịu khó học đi. Nay mai ta sẽ cho mỗi châu, phủ mở một trường, chọn các học trò giỏi từ các chùa làng cho vào đó học, để huấn đổ thành tài, dùng cho nước. Thiền sư nói lời cảm tạ ân đức của Hoàng thượng đã ban tới nơi thôn cùng xóm vắng. Nhà chùa sẽ hết lòng đem hồng ân của Phật tổ và phúc hạnh của triều đình nhường tưới cho chúng sinh. Trước hết là sự khai trí và dưỡng tâm. Thiền sư mời nhà vua lên nhà phương trượng và vẫy tay cho đám học trò nghỉ học. An tọa xong, thiền sư hỏi: A-di-đà Phật, chẳng hay có điều gì mà xuân này để hạ lại về cài ruộng tịch điền tại mạng bể? Bạch thiền sư, hẳn nhà chùa biết đất ruộng về mạng bể thường chua mặn, lúa không được tốt. Dân mạng bể làm ruộng lại không thạo bằng dân tứ trấn. Dân mạng bể cũng lấy thêm nghề làm biển làm chỗ sinh sống. Rốt lại thì dân miền biển làm ruộng không thạo mà đánh cá không được tinh thuận. Thành thử dân chưa giàu thịnh lên được, thậm chí còn bị thiếu, đói. Vì vậy, năm nay ta về cài ruộng tịch điền tại vùng Bố Hải khẩu này, nhằm giáo hóa người dân siêng năng cả về đường nông nghiệp lẫn ngư nghiệp cho tới mức tinh thuần, ngõ hầu có thể giúp họ vượt thoát được con đường nghèo khổ truyền kiếp.
Trong khi nhà vua đang đàm đạo với thiền sư, thì đám quân túc về cứ lượn lờ quanh chùa và quanh mấy ngôi nhà đại bái, nhà phương trượng. Sân trước, sân sau chùa, thì đám võ sĩ trong đội hộ bôn thường đứng khuất lấp trong các khe ngách để canh phòng. Cho nên nhà vua, dù có thản nhiên như người thường đi vãng cảnh, thì ngài vẫn được bảo vệ một cách nghiêm cẩn. Tưởng đến một cánh chim bay qua bầu trời, một con chuột chạy dưới chân cũng không qua được mắt đám người hộ giá. Khi đã an tọa, vua Thái Tông liền hỏi: "Thiền sư dạy đám trẻ này mỗi khóa là mấy năm vậy?" "Tâu hoàng thượng, mỗi khóa học là 3 năm. Sau 3 năm học, trẻ vừa đủ lớn, đến tuổi lập gia đình, vào đời gánh vác việc nhà, việc làng xóm. Người nào thông minh có chút tài cán thì tham gia vào việc nước." "Dạ, học thông 3 năm thì chữ nghĩa cũng đủ để đọc sách, biên chép văn tự và các giấy tờ cần thiết. Nếu người nào có chí tự học, có thể tìm vào các kinh sách nội, ngoại điển đều được cả. Nay bệ hạ lại nói cho mở trường tại các châu phủ để thu hút đám thanh niên anh tuấn, quấn hổ tài năng để dùng cho nước. Việc đó thật quả là điều đại hạnh cho muôn nhà. Mong bệ hạ cấp kỳ thi ân." "Thiền sư, ta lo khi mở trường ra, liệu có học trò đến học không?" "Tâu bệ hạ, sinh thời tiên đế đã khuyến khích các chùa mở trường dạy học. Chùa nghèo như bản tự đây cũng đã mở được 3 khóa. Các chùa lớn ở Thăng Long chắc phải mở đến 5-6 khóa rồi. Nay học trò dồn lại quá đông mà không có trường học lên cao. Bệ hạ cho mở trường học lên cao là đáp ứng lòng mong mỏi của những người hiếu học. Và nữa, tâu bệ hạ, cũng là cơ may để rèn đúc người tài dùng cho đất nước. Một nước văn hiến, không thể những người tham gia vào các cơ quan then mái lại là những người mù chữ. Tính toán ghi chép công việc thuế má, tạp dịch trong châu, quận, phủ, huyện lại chỉ có bấm đốt ngón tay hoặc thắt nút dây thừng thì không thể gọi là người trí được. Cho nên việc tuyển lựa quan chức của triều đình phải dựa vào lớp người có học vấn, có trí tuệ thì mới có quan trí. Quan trí của bệ hạ càng cao thì bộ máy cai trị của bệ hạ càng làm được nhiều việc ích nước lợi dân." Nhà vua gật đầu, vẻ tâm đắc những điều thiền sư nói. "Quả thực, ta không mong gì hơn thế. Cho đến nay thì các quan châu, quận, phủ, lộ đều đã thông chữ nghĩa. Duy có hàng xã quan thì vẫn có nhiều kẻ tính toán theo kiểu thắt nút dây thừng như thiền sư nói." "Tâu bệ hạ, tuy vậy, việc mở trường còn sôi đổ lắm. Làng có, làng không. Một làng không thể gánh nhiều làng được. Như bản tự đây, lớp được gần 50 học trò. Dân các làng lân cận gửi đến học, chỉ dám nhận non 1/3, còn lại phải nhận đám con em các nhà dân trong làng. Ước gì bệ hạ cho mỗi làng có 1 lớp học, thì dân trí mới dần dần mở mang được." Nhà vua thở dài. "Điều thiền sư mong muốn thật là đúng đắn, nhưng ta lực bất tòng tâm. Muốn có lớp học phải có chùa hoặc trường có người dạy. Tiên đế mong mỏi mở nhiều các đạo tràng, tự viện để đào tạo tâm chúng, đưa về các chùa làng, vừa khai tâm, vừa khai trí cho bách tính. Thế nhưng việc học trong các đạo tràng chí ít cũng phải từ 3 năm đến 5 năm mới được 1 khóa. Song việc chiêu sinh đâu có dễ. Ví như 3 khóa của thiền sư có hơn 100 học trò. Thử hỏi đã có được mấy người nhập đạo tràng? Ấy là nhà nước đã cấp độ điệp, không hạn chế cho những ai có chí tu tập. Cứ sư tăng rồi, lại lo có chùa quán nữa chứ. Đành rằng tranh tre, tường đất,
tượng Phật, dân tự lo, tự làm, chẳng tốn kém là mấy. Nhưng có chùa, phải có sư tăng. Ta đang hối thúc bên Hữu Nhai Tăng Thống lo mở mang hơn nữa các đạo tràng tại các lộ, châu mà dân trí đã phát khởi. Chứ cứ quanh quẩn mãi ở đất Thăng Long, người tứ trấn không về được. A-di-đà Phật. Thiền sư chắp tay niệm một niệm. Nhà vua vừa chăm lo cho đời, vừa lo cho đạo. Thật là phúc hạnh. Thật là phúc hạnh cho bá tánh, phúc hạnh cho giang sang. Nội giống Lữ Bần Tăng thường đàm đạo, đến như vua A Dục bên Tây Trúc cũng không thể so được với công quả mà bệ hạ dâng hiến cho Phật và cho nước. Cầu cho sự nghiệp của nhà vua được trường cửu, quả phúc được tròn đầy. A Dục, vua nước Tịnh Phạn, chừng 300 năm sau khi Phật nhập diệt, ông có công lớn trong việc hoằng dương đạo Phật trên toàn cõi Ấn Độ và cử hàng chục đoàn truyền giáo ra nước ngoài. Trong đó, hoàng tử, công chúa, con ngài đều là những người có công hoằng dương Phật Pháp ở ngoài quốc. Thoát đã đến giờ thụ trai, mấy vị tiểu tăng mời vua và thiền sư sang trai thất. Cổ bàn thật là đơn giản, một chiếc mâm gỗ sơn son, trên đặt hai dĩa đậu phụ, mỗi đĩa chừng 3-4 miếng, hai chén muối vừng, hai chén lạc rang đã sát vỏ, một đĩa rau muống luộc, hai chén tương, một bát canh bằng nước rau muống đánh giấm chua me đất, nước trong vắt ngả màu hung hung đỏ. Nhìn mâm cơm, thiền sư băn khoăn: hoàng thượng hạ cố dùng bữa với nhà chùa mà thực đơn đạm bạc quá, thật là thất lễ với đức kim thượng. Vua Thái Tông săn sái ngồi vào mâm, nói cười vui vẻ: ta đã đến quấy quả nhà chùa, lại còn được hòa thượng bố thí, thế là duyên phước lắm rồi. Còn việc ăn uống có gì phải bận tâm, đến cái thân tứ đại này cũng chỉ là giả hợp, huống chi mấy món đồ ăn. Luật trong chùa là bất tác bất thực, thế mà ta không làm gì vẫn được ăn. Nói rồi, nhà vua bê ngay lấy bát cơm ăn ngon lành. Vua với thiền sư cùng cười và cùng ăn uống vui vẻ, chuyện trò râm ran cứ như là đôi bạn tri kỷ. Trước khi theo đạo Phật, vua A Dục liên tục tiến hành các cuộc chiến tranh, chinh phục để thống nhất nước Tây Trúc. Do đấy mắc vào tội tàn sát sinh linh ghê gớm. Sau ông giác ngộ theo Phật và bằng mọi cách có thể làm để hộ trì cho đạo Phật phát triển trong và ngoài Ấn Độ, ông trở thành nhà hộ pháp lớn nhất trong lịch sử phát triển đạo Phật tại Ấn Độ. Chợt thiền sư ngẩng nhìn nhà vua hỏi: Bần tăng lỗ mãn, xin bệ hạ tha tội. Vậy chứ sớm mai bệ hạ cài ruộng tịch điền thì cài như thế nào? Bệ hạ đi cùng với người lực điền cày ruộng, tay bệ hạ đẩy hờ vào tay cày do người kia nắm và lội ruộng hết một đường cày để làm gương cho thiên hạ chăm việc nông tàn, có phải vậy? Đặt bát cơm xuống mâm, nhà vua cười như nắc nẻ. Đúng là mọi người vẫn tưởng vua là thiên tử là con trời. Con trời từ trên trời rơi xuống nên chẳng biết làm ăn gì. Thiền sư lầm rồi. Tiên đế đã cho ta đi mở phụ mấy năm để làm các việc của người nông phu đó. Nhà vua chìa hai bàn tay: này đây, chai vẫn còn đóng đầy tay. Nhà chùa có biết ta đã phải vật lộn thế nào với mảnh đất khai phá khi mở phủ? Vẻ mơ màng, nhà vua dần dần nhớ lại mấy năm về Tam Sơn, sống chung lẫn với người nông phu lam lũ, gặp anh em Mạnh Minh, học nghề kéo tơ, rồi cuối cùng là đưa Minh Nguyệt về cung. Lại nhớ việc dệt lụa và dệt gấm. Nghề dệt gấm mới khó làm sao? Thợ ta chỉ dệt được gấm trơn hoặc cải hoa đơn, còn ta lại muốn dệt loại hoa kép như gấm Hàng Châu. Thế là ta phải dùng cả một tấm gấm Hàng Châu tháo dần từng sợi, mãi mới tìm ra được cái mẹo kết hoa kép của họ. Chợt nhớ đang câu chuyện với nhà chùa, Thái Tông lại tiếp: sớm mai ta mời hòa thượng đến chứng cảnh cài ta mời hòa thượng đến chứng cảnh ta cài ruộng
hoặc ta chỉ đẩy hờ theo cái cài. Thiện tài, thiện tài, bần tăng chỉ mong sao cái ý nghĩ của mọi người thường cho rằng vua sinh ra là chỉ để thụ hưởng những gì tốt đẹp nhất trên đời và sai bảo thiên hạ, chứ vua không biết làm gì. Kể cả suy nghĩ của nhà vua cũng là do bầy tôi nghĩ giùm. Bần tăng mong cho ý nghĩ ấy là sai quấy. Nếu thiên hạ nghĩ sai về bệ hạ như bần tăng vừa nói, thì đó lại là điều phúc hạnh cho bách tính. Thiền sư chậm chạp ngước khuôn mi nhìn vua Thái Tông. Bệ hạ đại xá, bần tăng vốn theo đạo thiền, mà thiền thì trực chỉ, nên lời nói nhiều khi nghịch nhĩ lắm. Ồ, không sao, không sao, ta chỉ muốn nghe lời nói thẳng, mong hòa thượng cứ chỉ giáo. Thiền sư cười mở hết cả hai hàm răng đen nhất. Bệ hạ đã có bao giờ được nghe trẻ hát đồng dao? Đây chính là lời đồng dao bần tăng đã từng nghe trẻ con hát dưới thời Lê Ngọa Triều. Bệ hạ là bậc đại trí, đại nhân, bần tăng xin đọc bệ hạ nghe để làm lời răn cho đời sau. Bần tăng nhớ những năm thiên hạ chết đói đầy đường, mà vua Lê Long Đỉnh lại bạo sát quá, nên dân gian đặt đồng dao cho trẻ hát như sau: làm vua phải biết làm vua, làm vua phải biết cho vừa lòng dân, thánh quân cho đáng thánh quân, thánh quân phải biết muôn dân nhọc nhằn. Hay, hay lắm, vua Thái Tông khen. Phải, đó chính là lời bách tính răng những ai trị vì đất nước muốn trở thành minh quân. Trời, Khổng Tử nói tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, thế mà bữa nay chỉ có nhị nhân thôi. Nhưng hòa thượng đã khai thị cho ta nhiều điều bổ ích, thật đáng là bậc thầy ta lắm. Thiền sư hốt nhiên giật mình, bèn đứng dậy vái nhà vua. Bệ hạ dạy qua lời, bần tăng đến tổn thọ mất.